Xin giới thiệu anh chị, đây là máy bơm hóa chất cũng như là máy bơm cấp nước biển. Thì với đầu bơm bằng inox 304 chống rỉ sét. Thì bơm này được ứng dụng nhiều trong những nhà máy và những ghe tàu thuyền để bơm thoát nước cấp nước biển. Anh chị có thể nhìn thấy cái màu xanh đặc trưng của màu nước biển. Bơm được công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị kỹ thuật Alpha nhập khẩu trực tiếp. Anh chị có nhu cầu và tư vấn thêm thì cứ liên hệ với số hotline trên màn hình. Cảm ơn anh chị rất nhiều.